quen. Kính chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2020. Thì trong buổi sáng hôm nay em mua cái vườn này ở Cẩm Sơn nha mọi người. Đây. Thì hiện tại mít cũng hết rồi, cho nên là chủ yếu là vét vườn thôi. Thì vườn này cắt chuyến này và chuyến sau nữa, một phần nữa là coi như là hết trái mọi người. Hết trái khoảng 4 tháng mấy nữa mới có trái lại. Thì mít thì hết nhưng mà giá hôm nay tiếp tục giảm, nhưng cô chú anh chị và các bạn, giá hôm nay hàng nhất chỉ còn có 7.000 thôi, nhất 7, nhì 5 và loại 3 là 3.000, 753 ha. Cái giá này là giá em mua ở thị xã Cai Lậy, ở huyện Cẩm Sơn, ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy mọi người. Dạ, như trên màn hình cô chú anh chị và các bạn đang xem, mà vườn thì nó hết trái rồi đó. Còn một vài trái thì hầu hết ở khu vực Cai Lậy, những vườn mà em đang mua thì trái nó hết đó. Thì cái lý do mà giá nó giảm như thế này thì do là hiện tại đang vô mùa trái cây mà, thì năm nào cái tháng này nó cũng rẻ thôi, chứ cũng không phải riêng gì năm nào. Đặc biệt chỉ có 2 năm vừa rồi thì giá nó còn giữ ổn định, nhưng mà năm nay thì giá nó cũng giống như những năm trước. Những năm trước thì vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 là giá nó rẻ. Thì hy vọng là qua những tháng khác, qua khoảng đầu tháng 7 là giá nó sẽ lên lại nha mọi người. Bà con cũng an tâm để mà sản xuất, để mà vô đầu tháng 7 nó có mít để mà bán. Thì thường đầu tháng 7 mọi năm là giá nó ổn định ha. Thôi, em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sắp tới.